phải đi dự tiệc dạ hội nên chị ở nhà lựa đậu đi. Con nhỏ này sao đánh mà đánh người á thì cần gì phải biết lý do, tự nhiên tao thấy bực nó muốn đánh mày á được không? Nhưng mà chúng ta đang tập kịch mà. Thì đó, thì đó là cái gì? Thì đó tao quên. Thôi xé nháp đi, xé nháp đi. Nè, mình qua trang 2 nha. Bây giờ bắt đầu tập đó. Tập đi. Tập thiệt đó nha. Thì tập đi, mày hỏi nhiều quá, tao mệt luôn rồi. Mày ghê luôn á, tao bực bội lắm luôn á. Dơ quá, quét dọn đi. Mày dám lấy tao hả? Lại nữa rồi. Trong kịch bản viết vậy mà. Với lại, mình chỉ đang tập kịch thôi. Bởi vậy là gì? Thì tao quên. Lại xé nháp nữa hả? Cái kịch bản gì mà kỳ cục kẹo, không có phù hợp với mình một chút nào. Thôi tao xé luôn, không có cần xé nháp gì nữa hết. Nghĩ ra là ông Tiến này. Ủa gì nghĩ tới Tiến Hoàng vậy? Tao đi in kịch bản khác. 1, 2, 3, diễn. Nè Cám, chị xin em đừng nói xử như vậy với chị nữa nha. Tâm à, tại sao chị lại trả treo với tôi hả? Không được. Làm gì có cô Cám nào mà hiền giống em vậy chứ. Con phải dẹp bỏ hẳn Tâm Anh ra ngoài. Đôi khi là em phải mạnh mẽ lên. Và còn phải đánh người nữa. Dạ, là sao cô? Lam Chi, em nói lại câu thoại của Tâm Anh lúc nãy đi. Tâm, tại sao chị dám trả đi với tôi hả? Được rồi em. Tốt đó. Em có hiểu chưa? Em phải diễn như vậy đó. Dạ. Sao ở đâu Tâm Anh cũng là gánh nặng hết trơn vậy trời. Lam Chi, em mới đúng là gánh nặng của vở kịch đó. Đóng vai Tắm mà cứ sẵn giọng lên như vậy sao được. Em có sẵn giọng với ai đâu cô. Thay vì cứ cãi á, tại sao em lại không nghiên cứu nhân vật? Như vậy có phải tốt hơn không? Cô Tắm là một nhân vật tốt bụng và hiền hậu. Một nhân vật tốt bụng và hiền hậu thì em phải ăn nói như thế nào? Giống em nè. Tâm Anh, em nói lại cái câu của Tắm cho cô nghe đi. Dạ, em hả cô? Cám ơi, chị xin em đó, xin em đừng có như vậy nữa nha. Đó. Em có thấy chưa? Em có thấy là bạn diễn rất là đạt. Cô có ý này. Hay là Tâm Anh diễn vai Tắm đi. Không, không, vai Tắm là của em rồi cô. Vai Tắm là của em. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông chết rồi. Bông bị người ta giết rồi. Tâm Anh, con có nhớ những gì cô dặn con không? Cô ơi, con đã cố gắng mà không được. Vậy thì bây giờ cô chỉ con nha. Con hãy nghĩ trong đầu con, người nào mà từ trước giờ con ghét nhất thì con hãy liên tưởng người đó là Tắm, thì con sẽ diễn được. Dạ anh
trốn việc ra đây hả? Hả? Em cảm ơn. Em cảm ơn nè. Tại sao tôi kêu chị đi giặt đồ mà chị còn ngồi ở đây thẫn thơ vậy hả? Hả? Nhỏ nè. Chả heo hả? Sao còn nằm đó? Mày dám hả? Công nhận làm chi với Tâm Anh diễn đánh như thật vậy ha, hay ghê luôn á. Hình như cái này ngoài kịch bản đó chú. Hả? Bữa nay con chạy đến đây là hết rồi. Vỗ tay. Bữa nay con mới thi chạy hả? Dạ đúng rồi. Bữa nay con chạy được bao nhiêu giây? Dạ con chạy được 11 giây. Con đã được cô giáo khen là chạy nhanh hơn trước á. Trời ơi, vậy là bữa nay con nhanh hơn mấy bữa rồi. Hay quá đi à, giỏi ghê vậy đó. Bữa nay con cũng thi chạy phải không? Dạ. Con chạy được bao nhiêu giây? Con chạy được 9 giây con. Cái gì? Con chạy được 9 giây hả? Dạ. Nhưng mà 9 giây là tốc độ của con trai mà. Hôm nay ở trường so với hai bạn nam chạy cùng với con thì con là người chạy nhanh nhất đó cô. Trời sao mà con giỏi quá vậy nè. Tâm Anh giỏi quá. Ngày nào nó cũng phải chạy bộ tới trường, đương nhiên là phải chạy nhanh rồi. Nè. Còn con nè mẹ, con chạy được 11 giây, giỏi nè. Trời ơi, bực mình quá, đừng có lèm bèm nữa được không vậy? Thiệt, nó khô cứng rồi nè, sợ nó bị chết á. Mình đi làm tóc. Nó lạnh, đừng có nói nữa được không? Bộ... có chuyện gì hả? Bực mình quá đây nè. Học cũng thua người ta, rồi bây giờ chạy bộ cũng thua người ta nữa. Em nói ai? Còn ai vô đây nữa? Con gái rượu của anh chứ ai nữa? Nó làm sao? Nó học cũng thua Tâm Anh, mà bây giờ tới chạy bộ nó cũng thua Tâm Anh nữa là làm sao? Ồ, tưởng chuyện gì. Đương nhiên là Lâm Chi nhà mình phải thua rồi. Con bé Tâm Anh nó sống trên núi, nó chạy nhanh như ngựa vậy, cho lên chạy xuống, biết nó quen rồi. Sao Lâm Chi nhà mình chạy lại nó? Ý anh nói là con gái của mình thể lực yếu hơn người ta đó hả? Chứ còn gì nữa. Không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Anh có biết như vậy là sỉ nhục đối với em không? Em là giáo viên thể dục mà, con gái của em mà thể lực yếu hơn người ta, làm sao mà chấp nhận được? Trả thù cho con đi, kêu Tâm Anh chạy bộ chung với em, chắc em thắng đó. Ba mẹ ơi. Gì vậy con? Gì vậy con? Hôm nay con vẽ tranh á, cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, Lâm Chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á, con vẽ giống lắm luôn á. Pikachu á hả? Cô giáo con có bình thường không? Mà sao vẽ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi. Ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, cái này là ông. Trời đất. Ông gì tím lè bộ bệnh hả? Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc chắn là ba rồi, đúng không? Có thời gian công vậy bà. Vẽ bà thế vô cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ thấy con giỏi chưa? Hả? Hay lắm chứ. Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp rồi hả? Dạ đúng rồi. Trời sao mà con gái này giỏi quá vậy nè. Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa, chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn, ba khối bê tông chạy ba trụ tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi, làm gì bữa nay giỏi quá à. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà, nhất định là mẹ sẽ lộng khung, mẹ treo ở trong phòng. Làm chị giỏi quá à. Wow, em vẽ đẹp thiệt đó ha. Dạ. À, Tâm Ý à? Dạ, dạ, con chào cô. Ừ, con có thấy cái áo sơ mi của cô đâu không? Dạ, áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ, để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ.
con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À, dạ không. Hả? Vậy là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ, tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ, tại vì tranh của Tâm Anh vẽ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh vẽ đẹp không cô? À, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá. Con giỏi lắm. Dạ. À, cảm ơn con. Đây là chị nè, đây là em nè. Trời ơi, cộng lại giùm mẹ đi mà. Dạ cô ơi. Ủa, hai đứa đi đâu vậy? Dạ, Tâm Anh làm bài được 9 điểm rưỡi, cho nên là con tính dẫn Tâm Anh đi nhà sách mua quà hả cô? Trời ơi, bữa nay Tâm Anh được 9 điểm rưỡi nữa hả con? Dạ. Sao mà giỏi quá vậy nè? Con nhớ là cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, hai đứa đi đi. Dạ, tụi con chào cô. Con chào cô đi. Con nhà người ta học giỏi thế ham thiệt á. Làm gì? Ngồi xuống đây cho mẹ. Ngồi xuống. Tại sao con thi mà không nói cho mẹ hay hả? Cái đó đâu phải là thi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ xíu. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Kỳ này con sẽ cho cái đồ đáng ghét nó biết tại. Lần nào thi cũng chỉ có 1 điểm rưỡi. Cái con nhỏ này, con học hành cái kiểu gì mà chỉ có 1 điểm rưỡi à hả? Tại cô cho bài khó quá thôi. Còn nói nữa hả? Tâm Anh người ta đi học sau con lâu lắm luôn á, mà lúc nào người ta đi thi cũng được 9-10 điểm, còn con lúc nào cũng lẹt mẹt 1-2 điểm là sao? Không biết mắc cỡ hả? Có gì đâu mà xấu hổ, cái đồ đáng ghét đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thôi à. Tại con chưa muốn gạch tay thôi. Làm chi? Làm chi? Thức dậy cho mẹ. Làm chi? Giờ này còn sớm mà mẹ. Dậy mau lên. Mau lên. Mẹ nói cho con biết nha, kể từ ngày hôm nay con sẽ phải tập thể dục buổi sáng với mẹ. Mau lên. Ôi, tập chi nữa mẹ. Mau lên. Dậy. Rửa mặt, mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên cho mẹ coi. Mẹ nói là thẳng người lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên. Thẳng cái lưng lên. Nhanh lên. Để con nhỏ này. Đứng dậy cho mẹ. Mau lên. Đứng dậy. Đứng dậy coi, mới dậy con chút xíu à. Con đau chân quá. Con còn làm biết nữa hả? Con có biết là con chạy có 11 giây hay không? Mày đặt khoe với mẹ đó chứ. Trời ơi, con chạy 11 giây là tài năng lắm rồi đó. Tài năng cái con khỉ á. Chạy cái gì mà cứ ngã ngửa là sao? Làm sao mà chạy nhanh được? Chạy thì phải chuối người lên phía trước, rồi chân nè, đầu gối thì phải nhô cao lên. Con mệt với lại đau bụng nữa, nhà không nổi nữa. Mẹ nói cho con biết nha, bây giờ mà không chạy đủ 10 vòng thì đừng có học ăn sáng. Mau lên. 10 vòng á. À dạ hả? Nhanh lên. Nhanh lên làm chi? Cố lên, cố lên, cố lên. Đánh tay mạnh lên thì mới chạy nhanh được chứ. Nhanh lên. Chuối người về phía trước, không có ngửa ra phía sau. Cố lên nè, cố lên. Cái con nhỏ này, nè, con chạy đi đâu vậy? Mình xin lỗi tao nên mình mày đừng kệ mày chưa mất nói vậy mày đụng tao. Mày tới sói rồi con. Mày đứng lại. Đứng lại cho tao. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Làm chi? Mình xin lỗi nha. Mình đi trước nha. Cái đồ đang ghê. Hãy đợi đây. Ngồi ra báo luôn. Nục bật kịch gì? Coi lượng thứ lượng trên đời tuy không mong xảy ra, la 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 la, nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.